Thay mặt cho các cháu điểm trường mầm non Hàm Rồng, xin chân thành cảm ơn chị Liên và các anh chị ở trong công ty của mình đã tạo điều kiện giúp đỡ cho các cháu có một mùa đông bớt chút lạnh giá, vì mấy hôm nay thời tiết rất là rét, các chân tay các cháu sưng tấy đỏ hết ạ. Nay được nhận được quà cô chị gửi ra nên là các cháu được đón nhận rất là vui mừng và sung sướng. Đây là các cháu 5 tuổi của điểm trường, đại diện cho các bạn ở lớp mẫu giáo bé. Xin nói lời cảm ơn chị ạ. Rất là nhiều ạ. À.